Hi, xin chào mọi người đến với channel YouTube của mình là Trần Chí Tâm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cũng những cái công thức cũ thôi, nhưng mà không phải chia cho mình, chia cho những cái người chơi chung với mình ha. Giống như mình có liên kết sẵn á, thí dụ mình cho người này hoặc người kia đó ha. Có rất là nhiều người ta hỏi mình là mình không lấy cho mình mà mình lấy cho người khác thì mình làm như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lấy cho người khác chứ không phải lấy cho mình nha mọi người ha. Rất là đơn giản. Thì trước tiên là mọi người phải biết được một cái công thức trước đã ha. Thì trên cái kênh của mình thì nó có rất là nhiều công thức ha. Thì mình thấy cái công thức hay nhất, dễ áp dụng nhất là công thức 54 nha mọi người ha. Nó có là 54 nè, rồi 414. Đó, có thể là còn nhiều cái công thức các gói khác ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách công thức 54 mà chia cho người khác chứ không phải chia cho mình ha mọi người ha. Thì mọi người biết được công thức 54 á, thì giờ mình sẽ làm lại một lần công thức 54 cho những ai chưa biết người ta xem mọi người ha. Giống như là công thức 54 là nó sẽ ba con của mình cần ha. Thì thí dụ như mình vính bốn nhà á, thì mình sẽ xen ba cái lá ngẫu nhiên từ trên đếm xuống nè, mọi người để ý nha ha. Đó, mọi người để ý ba lá già này của mình, thì mình ngửa lên cho mọi người xem á. Ba lá ngẫu nhiên này, ba lá gì cũng được, mình sẽ đặt lên phần bộ bài đúng không? À, mình sẽ bẻ dấu nhẹ cái nè, sao 54 nè ha, 1 2 3 4 5 ha, một lần nè, lần thứ hai là tư nè, 1 2 3 4 ha. Đó, thì mình xào hai lần như vậy thì mình cắt bài ra, mình chia đều ra thì nó sẽ quay lại một chỗ ba con già nha mọi người ha. Đây đó. Nhưng mà mình muốn lấy ba con già này không phải về tụi mình, mà nó sẽ về ví dụ như tụi này hoặc tụi này, rồi mình làm như thế nào ha. Nó cũng đơn giản thôi. Thí dụ như mình làm công thức 54 thì mình gom như vậy nè, đó, qua vậy là thành 54 đúng không? Thí dụ như mình muốn tụi này thì mình đếm đếm tụ nè. Thí dụ có bốn nhà chơi thì cái tụ đối diện mình nè mà đếm nè, kế bên mình là một người nè, tới cái tụ mình muốn cần cần cho họ là hai người nè. Thì mình nhặt xong cái công thức 54 này xong thì mình nhặt thêm hai lá nữa. Còn những cái lát không cần thiết này thì mình nhặt nhặt cái tay này ha, rất đơn giản nè ha. À, rồi mình bẻ dấu ha, bẻ dấu xong mình xào hai lá xuống, hai lá nhặt nãy dư á mình xào xuống hai lá nè, chập lên, đừng có xào nhiều sẽ bị lộn đó. Xào hai lá xuống xong là hai cái lá này là hai cái bước chân á, giống như mình nhảy qua đây một bước đó, hai lá đó đó ha. Rồi bắt đầu xào công thức nè ha, 1 2 3 4 5, chập lên, 1 2 3 4, chập lên, rất đơn giản nha mọi người ha. Bỏ xuống, cắt bài ra, đây đây qua đây ha, rất đơn giản. Nhưng mà có rất là nhiều người, người ta không hiểu là phải làm như thế nào mà cho nó đi cái hướng qua người khác chứ không phải là nó ở chỗ của mình ha. Ví dụ mình muốn qua đây nè, ví dụ ba con già nè ha, giờ mình làm lần nữa cho mọi người xem. Thì mình nhặt công thức trước là hai con của mình cần với ba con ngẫu nhiên nè ha. Với có thể là công thức 54 nhưng mà nó đánh được rất rất là nhiều tụ nha, chứ không phải 54 là chỉ chơi được bốn tụ nha mọi người ha. Nè, nhặt công thức xong đúng không, mình muốn qua tụ bên đây thì mình đếm là cách cách một người chơi, hai người chơi, ba người chơi. Ba người chơi thì mình sẽ bỏ ba lá nè, ba lá nằm trên công thức nữa, thì mình sẽ đặt nó lên trên đây ha, bẻ dấu nhẹ một cái, xào ba lá không cần thiết xuống nè, 1 2 3, chập xuống đó. Thì ba lá này là ba cái bước chân mình phóng cho tới cái tụ này, sau đó mình sẽ xào 54 nè, 1 2 3 4 5, chập lên, 1 2 3 4, chập lên, rất đơn giản ha. Thì bỏ bài xuống, cắt bài ra, thì ba cái lá không cần thiết với một cái tụ mình cố ý nè, đó, nó rất đơn giản đó. Nếu mà mình đã biết cái cơ bản rồi á, thì cái công thức rồi á, thì những cái bước chân sau mình làm cái trò gì nó cũng hay, nó rất là dễ cho mọi người ha. Đó, thì ví dụ kế bên đây thì mình cho một lá, ví dụ mình là công thức ban già này mình muốn qua cái tủ kế bên này không, mình nhặt nè, 54 nè ha, hai lá mình cần rồi ba lá không cần thiết tới lá mình cần nè, thì cái này là cái công thức là nhiêu đây là đủ nè. Nếu mà mình cần nó qua cái tủ kế của mình á thì mình bóc thêm một lá nữa bóc thêm một lá nữa, cái phần này mình sẽ để lên trên, xong mình làm dấu phần bài, xào một lá không cần thiết xuống đúng không, xong lúc này mới xào 54 nè, 1 2 3 4 5,
1, 2, 3, 4, chập lên ha, rất đơn giản. Thị, kinh ra, lá này là lá, cái bước chân không cần thiết nè, tới bàn già. Sẵn đây thì mình làm cho mọi người biết một điều luôn. Năm tư là không phải là đánh về bốn nhà không nha mọi người ha. Bao nhiêu nhà mình cũng đánh được hết. Bây giờ mình đánh cho mọi người coi 7 nhà nè ha, 7 nhà. 7 nhà nhưng mà nó sẽ nằm ở nhà số 4 nha mọi người ha, chứ không không phải là tụ cái nha. Hôm nay thì mình sẽ làm clip là đi qua hướng khác ha. Nè, muốn nằm ở nhà số 4 vậy đó, mình sẽ xào ba lá, ba cái bước chân nè, ba cái bước phóng tới cái tụ kia đó, chập lên nè. Thì 7 nhà nó sẽ công thức nó là 8 7 nha mọi người ha. Nè, coi nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 ha. 1 2 3 4 5 6 7 ha. Đó, rất là đơn giản nha mọi người ha. Xong cắt bài ra thì bây giờ mình sẽ chia 7 nhà cho mọi người xem nè. 1 2 3 già nè ha. 6 7 già nè. Đó. Thì có thể là mình quýnh cào gồ hay là mình quýnh cái gì đó, nhưng mà mình chia mà người khác ăn hoặc tới người khác chia thì tới lượt mình ăn. Hay nó rất là hay là như vậy chứ không phải là chứ mình đánh trong một cái dòng mà có nhiều đội thì nó cũng hay hơn. Có thể là mình cho họ cắt thì bảo đảm với mọi người là người nhà cắt thì 10 cái là nó sẽ dính hết 10 cái nha mọi người. Còn người chơi chung cắt thì có thể là 10 cái nó chỉ đúng được 5 hoặc 6 hoặc có khi là 4. Có khi họ thua nhiều quá họ kinh từ lưa sùm hết, nó không đúng ha. Rất là đơn giản. Đó. Thì những cái con bài này ngẫu nhiên không chùa bài đẹp không ta? Đây. Thì mọi người nhớ được một điều á, tại mình hướng dẫn bốn nhà thì mọi người biết đánh bốn nhà thôi, nhưng mà nếu mà mình tăng cái độ mà nhà lên thì mình tăng cái lực lá lên cho mọi người ha. Ví dụ mình muốn quýnh nhiều hơn nữa đi, ví dụ mình 3 nè, 6 nè, 9 nè, đó thì mình bỏ 9 lá vô á, mình bỏ 9 lá vô giữa vậy nè, thì mọi người biết đánh bao nhiêu nhà không? Đó, ba con mình cần 9 lá nhựa giữa nè. Rất đơn giản, ví dụ như mình bỏ 9 lá vô giữa thì nó sẽ ra 10 tụ ha. Tại vì ba con của mình cần nè với 9 người ta em nè, mình chỉ nhớ được một điều là bao nhiêu người ta em thì mình sẽ xen vô ba con mình cần bao nhiêu lá. Rất là đơn giản ha. Mình xen vô như vậy xong thì mình biết được là ủa còn gì công thức là công thức làm sao? Đúng không? 9 nhà ta em với mình là 10 nhà thì công thức nó sẽ ra là 11 10 ha, rất đơn giản nè. Xong nhập lên cho mọi người xem. 11 10 thì xào hai lần đúng không? Nè, 11 lá nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 lá nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rất đơn giản nha mọi người ha. Các bạn ạ. Công thức bao nhiêu nhà cũng lấy được hết nha mọi người. 3 4 5 6 7 8 9 10. Rất là chính xác đó. Nhầm người nghĩ là năm tư là chỉ đánh được bốn nhà, cứ biết cái công thức đó mà cứ làm hoài, nên là có rất là nhiều người hỏi mình không có trả lời được. Tại vì mỗi người hỏi một kiểu thì không thể nào là mình người một có một người thắc mắc mà mình phải làm một cái clip để mà giải thích cho họ thì nó cũng không nó không được. Đôi khi là phải nhiều người mình mới nhiều người nêu ra đúng một cái yêu cầu thì mình mới cần làm một cái clip để làm cho mọi người biết, rất là đơn giản đó. Ví dụ như mình muốn 10 nhà nhưng mà mình muốn cho tụ nào á mình thêm vô thôi. Ví dụ như mình muốn cho tụ này đúng không, thì mình đếm là tụi em chơi là 1 2 3 4 5 6 thì 6 nhà, 6 cái bước chân thì mình làm xong cái công thức rồi mình bóc thêm 6 lá nữa. Rồi mình xào 6 lá đó xuống xong rồi mình mới xào công thức 11 10. Đó thì nó sẽ ra cái tụ bên đây chứ không phải là tụ này ha. Cũng rất đơn giản thôi, mọi người cứ tập luyện là sẽ làm được thôi. Đó. Thì cái video của mình tới đây nó cũng hết. Thì mọi người nào thích video này của mình á thì hãy để lại một like hoặc là bình luận gì đó để cho mình biết được mọi người quan tâm mình ha. Đó. Mọi người yêu quý mình thì mình có cái động lực làm video nhiều hơn. Nếu mà ai coi tới khúc này thì chắc chắn là cái người rất là yêu quý mình ha. Nếu ai chưa đăng ký thì hãy nhớ nhấn đăng ký ủng hộ mình ha.
Xin hẹn mọi người và gặp lại video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.